Chào mừng anh em đến với kênh đam mê năng lượng để trả lời các câu hỏi của anh em hôm nay thì có một anh có hỏi như thế này 8 pin Yamato 30A lúc này xài tốt không anh anh sạc bao nhiêu quát vào vậy à, rồi những cái pin này anh thì chỉ hơn 7 tháng sử dụng mà thôi đó lúc tôi mua về thì tôi cũng có làm những cái video chia sẻ lên kênh đó. anh em xem qua và tham khảo ha. đó chỉ hơn tầm tầm đâu đó khoảng bảy tháng thôi thì những cái cái bình này á nó hoạt động vẫn như ngày nào thôi đó theo tôi nghĩ nha những cái bình này xài tầm tầm hơn một năm trở đi tầm tầm đâu đó là hai năm thì nó có mấy vấn đề gì đó ha chứ còn hiện bây giờ đang lúc này thì nó vẫn như ngày nào thôi nè nó chưa có cái dấu hiệu gì là bất ổn cả đó có khi nào có gặp cái tình trạng gì bình nó ra sao nó không ổn định hoạt động như thế nào thì tôi cũng thường xuyên xem khi mà lúc sạc lúc xả thì tôi hay uh, xem những cái 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 bình đó cái, cái nhiệt độ của cái bình như thế nào đó để uh, nhầm khi có trục trặc các vấn đề gì để kịp thời chia sẻ cùng anh em xem qua tham khảo luôn ha tại vì tôi là người sử dụng chứ không phải là người kinh doanh về các cái sản phẩm này nên tôi chia sẻ rất là khách quan rất là thực tế để cho anh em cần tìm hiểu đến ha đó nên tám uh, cái bình của tôi đó qua 7 tháng sử dụng thì nó chưa có vấn đề gì anh vẫn tốt vẫn ổn định đó so với những cái bình này anh. nếu mà giá thành nó ngang ngang với những cái bình khởi động đó. nhưng mà những cái bình này thì sử dụng pin năng lượng nó ngon hơn bình khởi động rất là nhiều ha nó rất ổn định đó ngon bổ rẻ là bình này nếu mà anh em nào mà em hẹp túi tiền thì cũng có thể là tham khảo những cái bình này để lưu trữ bên điện năng lượng cũng rất là ổn áp đó đó thì rất ok ha anh đó còn ngon không có vấn đề gì rồi thì anh hỏi sạc vào um, bao nhiêu watt vậy thì ở đây tôi sử dụng 1000W pin năng lượng mặt trời pin điều hướng à, tôi sử dụng cái tổng cái hệ lưu trữ của tôi là 350 h AH, từ trên xuống dưới ha đó thì những cái pin này ở dưới có ba cái bình khởi động và đây hai cái bình vi sinh và tám cái bình Yamato ở trên tất cả đều tôi câu song song và nối tiếp lên hệ 24V hết trơn rồi đó thì tổng dung lượng lưu trữ của tôi là 350 h tôi sử dụng 1000W pin đó 1000W pin nhưng mà tôi à, đã chạy hai cái tủ lạnh thường xuyên vậy thì hai à, cái tủ lạnh nó tiêu tốn khoảng tầm tầm là trên dưới 300W giờ đây thì còn lại 700W pin nó sẽ chạy vào cái hệ thống là 350 HW đó với cái công suất sạc và cái dòng sạc như vậy thì đối với những cái bình này và dòng sạc này thì so thì nó cũng rất nhỏ thôi nó bình thường thôi đó nếu mà để nói về cái dòng sạc cho cái loại bình Yamato này thì tôi tìm hiểu được á, nếu mà tính cái dòng sạc cái dòng dạy nhận ha những cái bình này thì nó mát luôn tối đa tầm cái dòng sạc nó 9A cho một bình 30A như thế này đó là dòng sạc sạc mát luôn ha nhưng mình sử dụng muốn cho nó ổn định lâu dài thì ví dụ như mình giờ mình tính sạc sạc, sạc xả một phần mười của bình cho nó bình theo năm tháng thì tất nhiên là 3A trên một bình sạc vào á, 3A thì tính ra xem bao nhiêu watt bên cho bên hệ 12V cái bình này thì mỗi cái bình này thì nó tầm tầm nếu mà mình sạc với cái uh, watt sạc vào cho nó ổn định tầm tầm nó dao động từ khoảng từ 36 đến 40 w trên 1 giờ đó cho đi vào cái bình hoặc là ví dụ như mình sạc với cái công suất quá đó cho đi vào cái bình là tầm tầm từ uh, 5 60 w trên một giờ đi vào cái bình cũng được đó thì anh tính xem một uh, sạc uh, tầm 3 a thì nó 36 w đi vào ví dụ như chín uh, cái uh, dòng sạc nó là cho phép sạc 9A 9A mà nhân cho 12 thì là tầm tầm là trên 100W nó tầm tầm nó rơi gần 110W trên 1 giờ sạc vào cái bình Đó, kiểu kiểu là vậy ha. Đó thì uh, sạc với cái cái công suất watt tối đa là tầm tầm là trên dưới 100W này ha. Nếu mà còn sạc cái công suất watt mà nó ổn định nó, tầm tầm nó dao động từ 40 đến 50W trên một giờ đi vào. Đó là tính theo cái dòng sạc á là khoảng chừng 3A đến 9A một giờ cho những cái bình như thế này thì ví dụ như anh có bao nhiêu cái thì anh tính xem cứ mình cứ cộng vào mỗi một cái bình cho ví dụ những cái bình cho trung bình đi sạc vào là 50 w thì à, cái 50 w hai cái là trăm đó kiểu kiểu vậy rồi chục cái nó sạc vào 500 w giờ đó kiểu kiểu là vậy đó anh đó thì ở đây nè thì tôi đã có 8 cái 8 cái này mà còn lại ví dụ như ngàn quát pin mà tôi trừ ra 300 w rồi thì còn 700 mà, mà sạc cả một cái hệ thống thì đối với những cái dòng sạc như của tôi ha sạc vào những cái bình này với dòng sạc rất là nhỏ đó rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh tham khảo vậy ha còn bây giờ thì xin cảm ơn anh tiếp theo câu hỏi anh cho tôi hỏi tôi đang sử dụng sạc MBT SURE 30 a vậy dùng tối đa cho ác quy bao nhiêu ah Chúc anh sức khỏe, cảm ơn. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh à, sức khỏe ạ. À. Dạ cái à, cái sạc 30A là anh hỏi là nó sạc à, được tối đa bao nhiêu Ah quy đúng không? Như thế này nè, cái sạc 30A mình phải tính theo bên à, cái công sức mà nó nhận cái đầu vào á là tất nhiên á nó nhận pin á sạc Tất nhiên là cái sạc 30A thì không biết anh sạc hệ 12 hay là hệ 24 hoặc 48 Đó thì tôi xin chia sẻ như thế này ha Xin nêu lên vài thông tin để anh tham khảo thôi nha Nếu anh dùng cái sạc 30A này Anh sạc cho những bên cái hệ thống quy của anh là 12V ha Ví dụ như anh đang sử dụng cái hệ điện 12V Đó cái sạc 30A này nó nhận tối đa được 400W pin năng lượng mặt trời Để sạc vào bao nhiêu ah AHQ cũng được 3 400 AHQ cũng được mà hai ba chục A khác quy được tôi ví dụ nha cái con sạc 30A này nó nhận hết cái công sức là chỉ được 400 w pin năng lượng mặt trời sạc pin hệ 12V đó thì nó sạc cho bao nhiêu quy AH, cũng được hết á anh có một chục cái bình 100A hay hoặc là hai chục cái thì nó cũng vẫn sạc nhưng mà cái thời gian á cái bình cái dung lượng AH nó nhiều á thì cái thời gian sạc đối với 400 bốn pin này sạc nó lâu đầy lắm không biết ngày nào nó mới đầy nguyên một cả cái hệ thống quy của anh là tầm tầm 7 800 h AH hoặc là 1 000 2 ngàn AH đó thì theo dung lượng AH mình càng nhiều thì đối với 400 w pin mà cái sạc 30A này không biết nó sạc đến khi nào mới đây ha hoặc là cái sạc 30A nhưng nó nhận bốn pin này sạc ví dụ như bây giờ ở sạc hệ 12V nếu mà sạc trong ngày nó đầy đối với AH pin hệ 12V đó thì nó dao động tầm tầm từ 150 đến 200 AHQ với hệ 12V thì nó phù hợp nó cân đối với cái con sạc và 400W pin năng lượng mặt trời là nó tầm tầm khoảng chừng 150 đến 200 AHQ hệ 12V ha còn nếu anh sử dụng cái con sạc 30A này mà anh sử dụng sạc pin hệ 24V là những cái bình anh á, câu nối tiếp qua hệ 24V á, thì nó nhận tối đa được 800W pin đó 800 w pin thì đối với thì nó sạc cho bao nhiêu cái pin cũng được đó như cái khúc đầu tôi chia sẻ đó thì những cái số lượng ắc quy nó nhiều thì mình sạc nó lâu đầy còn ít thì sạc nó mau đầy thì cũng tùy theo mình sử dụng sạc xả làm sao cho nó phù hợp ha đó vừa sạc vừa xả và ngay cả cái lượng pin nó thừa sạc đầy cái ác quy để mình sử dụng vào ban đêm đó cái con sạc mình tính trên cái công sức nó nhận pin năng lượng mặt trời còn đối với ác quy thì nó có thể là nó nhận bao nhiêu cái bao nhiêu ác cũng được đó bao nhiêu hát thì nó cũng vẫn sạc được ha Còn nếu mà cái con sạc 30A này á nếu mà anh sử dụng á, à, để à, điều khiển á pin mà sạc cho hệ 48V thì nó điều khiển mát công sức luôn pin hệ 48V á, tầm tầm là khoảng 1600W pin đổ lại đó chẳng là 1500W pin đó là con số chuẩn là cái sạc 30A sạc cho hệ 48V là nó nhận được tầm khoảng 1500W pin nó kiểu nó sạc cho hệ 48V nếu mà nó căng đối á, ắc-ắc quy AH bên hệ 48 V á mà tầm khoảng 1 500 W pin á thì nó phù hợp tầm khoảng 100 đến 150 Ah quy hệ 48 V đó thì nó phù hợp căn đối chứ còn anh ví dụ như bây giờ anh muốn sạc bao nhiêu Ah quy cũng được ha. Ví dụ như hệ 12 V á thì cái điều khiển sạc 30 này cái điều khiển sạc mpt 30 A của anh thì nó nhận được chỉ anh mua chỉ được là 400 W pin thôi nha kiểu như là hai tấm hai tấm hai trăm đó ha hoặc là một tấm một tấm bốn trăm watt một tấm bốn trăm watt pin một uh, tấm pin bốn trăm ha đó hệ 12 hai đó thì còn uh, cái dung lượng cái HQ thì bao nhiêu cũng được mà theo cái mức mà cân đối đi phù hợp á, thì nó tầm tầm khoảng chừng 200 HQ là ok là đẹp rồi ngon lành rồi còn anh muốn nó sạc bao nhiêu nữa cũng được hết anh có bao nhiêu hhq ba bốn trăm linh hhq Cứ câu vô cũng được hết nó cũng vẫn vẫn sạc hết nhưng mà hhq nó nhiều thì sạc nó lâu đài vậy thôi đó là như vậy hả anh đó thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo vậy thôi có nhiều khi anh em lại hiểu nhầm cái chỗ là à, cái sạc 30A là tưởng là nó nó chỉ là nhận cái pin uh, cái AHQ à, ở ở vụ sạc 30A thì nó cho phép nhận được cái pin AQ 30A chứ thực tế không phải đâu. Cái sạc 30A thì mình tính theo nó nhận cái cái pin năng lượng thôi, à, tối đa tầm 400W còn đối với AHQ thì nó cũng thể sạc là bao nhiêu cũng được, dài trăm AHQ cũng được không hoặc là dài 30 AHQ cũng được. Đó, à, với cái dung lượng H này nó nhiều thì sạc nó lâu đầy, còn ít ít thì sạc nó mau đầy kiểu kiểu là vậy ha. Rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, anh ơi em có 3 bình Yamato 30 AH và một bình Đồng Nai nước 35 AH giờ em câu liên hệ 4 24 V. Liệu bình 35 AH kia có làm mà hỏng 3 bình kia nhanh không ạ? À? Em có dùng mạch cân bằng ạ. À? Em mong bác tư vấn, em cảm ơn bác ạ. À. Dạ a à, ba cái cái bình cái bình 35 A cái bình nước á không không thể nào làm hỏng ba ba cái bình Yamato của anh được đó. Tại vì cái cái bình Yamato á những cái bình khô này cái áp nó cao hơn cái bình nước đó, sợ ba ba cái bình khô này nó 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 ép đi cái cái bình áp thấp hơn là cái bình nước đây nè. Đó thì anh vẫn sử dụng được bốn cái bình này, ba cái bình Yamato và một cái bình nước Đồng Nai đó. Mình cũng có thể là câu nối tiếp lên sử dụng hệ 24V được nha anh đó nhưng mà cái gì cái theo à, tôi nghĩ mình sử dụng nó đồng bộ thì nó sẽ hay hơn thay vì ví dụ như à, mình có bốn cái bình Yamato đó mình chia ra làm hai mỗi bên hai cái mình con tiếp lên thì à, nó đồng điều với nhau thì nó sẽ ổn định lâu dài nó hoạt động cho mình rất là ổn định rất là ok còn cái trường hợp này anh có ba cái da và một cái bình nước thì à, hai cái bình Gia tô hai cái bình Yamato thì công song song lại. Thì còn bên kia lại là một cái bình Yamato và một cái bình nước uh, 35mAh thì mình cũng tạo ra một cặp thì mình vẫn câu nối tiếp lên với hai cái này cũng vẫn được. Đó. Nhưng mà nó mang cái tính chất mà để sử dụng về lâu về dài cho nó ổn định theo năm tháng thì cái đó cũng chưa chưa biết được ra sao nhưng mà trước mắt thì được, không có vấn đề gì nha. Đó. Thì anh anh cái uh, cái vấn đề anh đang băn khoăn là anh sợ cái bình nước nó có làm ảnh hưởng gì đến ba cái bình Yamato không thì theo tôi nghĩ là không nha tại vì cái bình nước cái áp đó, nó, nó nó thấp hơn những cái bình này đó nếu mà cái nào cái áp nhỏ hơn thì những cái bình áp thấp hơn này nó hay nó hay giặt lắm dạng mình có lớn ăn hiếp nhỏ nói nôm na vậy cho dễ hiểu ha thì à, à, không ha không cái bình một cái bình nước nó không làm ảnh hưởng đến ba cái 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 bình Yamato nha anh. đó nó không làm ảnh hưởng nha đó thì qua câu chia sẻ và trả lời của tôi là như vậy ha đó để uh, chia sẻ cùng anh uh, tham khảo đó thì bốn uh, cái bình này thì anh cũng có thể là chia ra để câu nối tiếp lên hệ 24 sử dụng cũng được nhưng mà nói về lâu về dài thì không biết như thế nào nha đó thì thật ra cũng khó là trả lời được anh là như thế nào nó cũng tùy theo mình sử dụng sạc xả nữa làm sao cái dòng sạc xả cho nó phù hợp với những cái bình này là nó ok rồi đó nhầm khi bình sạc xả quá dòng hoa à, quá áp á, thì nó mới ảnh hưởng với nhau thôi đó còn nếu mà tính về mang tính chất ổn định lâu dài thì có thể là ví dụ như ở bốn cái bình Yamato thì nó sẽ hay hơn là có lẽ ra một cái và ba cái bình này một cái kia thì nó không hay cái kiểu của mình sử dụng theo cái quan niệm là cái người sử dụng mới thì cái cái gì cũng vậy nó đồng bộ là nó sẽ hay hơn là không đồng bộ đó thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là vậy xin cảm ơn anh nhé rồi thì cái video của tôi đến đây cũng xin tạm dừng xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều